Vâng, xin chào các bạn. Mình là Xuân đến từ công ty giới thiệu việc làm cho người nước ngoài ASEAN Group. Hôm nay mình có hai công việc muốn giới thiệu với các bạn. Thứ nhất đó là một công ty về sơn sửa cơ khí chế tạo. Địa điểm làm việc là ở Ibaraki. Nội dung công việc thì cơ bản là sơn sửa, thay lốp, thay thế phụ tùng cho xe ô tô. Đặc biệt ở công ty này còn có một vị trí đó là phiên dịch viên. Các bạn nào có nhu cầu tuyển thì hãy đến với địa chỉ của công ty ở Tokyo Hongsa nhé, để tham gia vào hội thảo và có một cơ hội nhận vé phỏng vấn miễn phí ngay trong ngày. Đây về cơ bản là nội dung công việc sơ bộ như thế này. Các bạn xem qua ảnh có thể hình dung sơ bộ như thế. Còn đây là thời gian biểu của các này, tức là các giờ khai trương hội thảo. Đây vào các ngày chẵn 2, 4, 6 là lúc 11 giờ hội thảo bắt đầu, và phỏng vấn lúc 2 giờ. Còn các ngày lẻ 3, 5, 7 và chủ nhật thì hội thảo bắt đầu lúc 1 giờ chiều và phỏng vấn lúc 4 giờ. Nếu các bạn có hứng thú thì hãy đến tham gia buổi hội thảo và có cơ hội chọn một trong 40 công ty để phỏng vấn ngay trong ngày miễn phí cho đến khi đậu.